chơi, gặp rất nhiều tình huống va chạm và tai nạn giao thông dẫn đến những hiểu lầm, so sánh đáng tiếc. Hôm nay lớp sau ta sẽ trích biểu diễn một tiểu phẩm tái hiện lại một tình huống va chạm của các bạn khi đi trên đường đi học về. Hy vọng qua tiểu phẩm này mỗi chúng ta có ý thức hơn khi tham gia giao thông. Xin giới thiệu với mọi người tiểu phẩm mang tên An toàn là bạn. Nhân vật bao gồm có Hồng Phượng, MC, Minh Sang, Khắc Dũng, Quốc Bảo, người đi xe đạp, Vĩ An, người đi bộ, Bảo Châu, Văn Thành, người đi đường. Tiểu phẩm xin được phép bắt đầu. Và một buổi chiều tại trường trung học cơ sở Đặng Bình, khi tiếng trống trường đã vang lên báo hiệu giờ ra về, các bạn học sinh ùa nhau chạy ra cổng trường. Sang, Bảo, Dũng vội vàng lấy xe đạp cùng ra về. Vì nhà gần nhau nên ba bạn cùng về chung một con đường. Cả ba đi dàn hàng cho dễ nói chuyện, vừa đi vừa say mê tập trung vào cuộc trò chuyện, không chú ý tới ai, lại còn đi một tay đánh võng rất nguy hiểm. Bỗng vừa lúc đó có một bạn nữ tên là An đi qua đường, do mãi miết nói chuyện không chú ý, ba bạn đã tông xe đạp vào bạn An, cả bốn người ngã nhào xuống. Này bạn kia, đi đường có kiểu gì không chịu nhìn, mà có biết nguy hiểm lắm không? Không có mắt nhìn đường nữa. Anh nhìn đi, đúng tôi, đúng cái đường của tôi mà, mày lại chửi tôi. Sao lại nhìn tay qua đường, bộ mày không thấy mẹ đi xe đạp hả? Đường của nhà nước mà, anh đi thì đi chứ. Sao chứ đường xe đạp gì hả? Được rồi, tôi chạy xuống đầu của anh nè. Cả ba người vẫn không chịu nhận lỗi và xin lỗi bạn An. An nãy thay đổi của ba người bạn đi xe đạp như vậy rất buồn và bức xúc, nước mắt cứ rưng rưng. Cùng lúc đó có hai bạn đi học về, hai bạn ấy từ nãy giờ đã chứng kiến sự việc, thấy sự việc căng thẳng, bạn Châu liền nói: các bạn không nên cãi nhau như vậy, chỉ vì có cách giải quyết mà. Từ nãy giờ mình đã chứng kiến sự việc, mình thấy ba bạn nam vẫn ngồi đi xe đạp, mình nói chuyện thấy hàng ba không chú ý đến ai, mình đồng chúng bạn An. Các bạn đã sai, còn đổ lỗi cho bạn An như vậy là không được. Còn bạn An thì phải đi xe quy định nhìn sang đường đi bộ. Nếu bạn muốn băng qua đường, bạn phải đi bằng mặt nhìn sang đường đi bộ. Tự ý băng qua đường như vậy, các phương tiện khác sẽ đăng ký vào đường mình cho, không rất nguy hiểm. Đúng vậy, mấy đây chỉ là va chạm sơ sát nhẹ, lỡ tai nạn nặng thì sao? Ừ, các bạn sai rồi, các bạn nên xin lỗi nhau. Dường như cả bốn bạn đã nhận ra lỗi của mình. Ừ, do tụi mình không vui đi đường đỡ tông trúng bạn, hãy cho mình xin lỗi. Cho mình xin lỗi nhé. Rồi xong rồi xin đi đường được học hơn, không nói chuyện, vào hàng, lạc lách nhậu nữa. Sau đâu chúng ta là bạn bè mà, mình có một phần lỗi sai trong việc này. Mình xin lỗi các bạn, lần sau mình sẽ chú ý hơn. Chúng mình xin lỗi. Làm như vậy là tốt rồi. Vậy là các bạn vui vẻ cùng về nhà, ai cũng rút ra cho mình bài học về an toàn giao thông. Chúng ta phải có ý thức khi tham gia giao thông, hãy là người có văn hóa khi tham gia, để an toàn giao thông luôn là hạnh phúc của mọi người, mọi nhà. An toàn là bạn, tiểu phẩm của lớp sơ ba thế này kết thúc. Xin cảm ơn các thầy cô, các bạn học sinh đã theo dõi và lắng nghe. Có một tiểu phẩm không? Rồi nó cũng tiếp theo.
Kính chào quý thầy cô và tất cả các em học sinh. Cảm ơn các bạn lớp 63 đã tìm hiểu được cái buổi kỳ thi là đặc sắc và thực tế về an toàn giao thông. Hàng ngày chúng ta đi trường, đến trường, đi làm và lúc chúng ta đi thông trên đường thì những cái tình huống này không hề xa lạ với chúng ta. Và cũng chính vì cái ý thức tham gia giao thông chưa tốt của một số bộ phận người đi đường nên an toàn giao thông hiện nay là một trong những vấn đề bức xúc và hết sức là nóng hổi hiện. Vậy mỗi ngày trôi qua, hàng năm có rất là nhiều cái vụ tai nạn xảy ra và cướp đi tính mạng của rất là nhiều người, sức khỏe, ảnh hưởng đến sức khỏe, đến tài sản của mỗi người. Và mỗi ngày trôi qua thì có rất là nhiều người, có nhiều người đã mãi mãi ra đi vì an toàn giao thông, có nhiều người đã để lại di chứng suốt đời vì cũng chính vì tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông không chỉ gây ảnh hưởng đến hậu quả đến cho trực tiếp đến nạn nhân, nó còn kéo theo hệ lụy đến đi mỗi gia đình và toàn xã hội. Vậy thì làm sao đảm bảo an toàn khi đi đường và để chúng ta an toàn cho bản thân và cho tất cả mọi người, thì để an toàn giao thông là bạn, để an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người mọi nhà, thì hôm nay cô xin phép tuyên truyền một số nội dung về luật, một số nội dung cơ bản về luật an toàn giao thông đường bộ năm 2008. Hy vọng rằng qua những cái nội dung mà cô trình bày chúng ta hiểu và chấp hành tốt hơn luật an toàn giao thông. Thứ nhất là nội dung thứ nhất câu chuyện thì là quy định chung khi tham gia giao thông. Ví dụ như khi tham gia giao thông là điều 10 luật an toàn giao thông đường bộ quy định là phải để đảm bảo an toàn khi đi đường, chúng ta phải tuyệt đối chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông. Các con nhớ tới cái cô là chữ tuyệt đối chấp hành, dù trời nắng hay trời mưa, dù đường vắng hay đường đông, dù vội vàng, dù hấp tấp như thế nào, chúng ta cũng phải tuyệt đối chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông. Hệ thống báo hiệu giao thông gồm có hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tín hiệu giao thông, biển báo giao thông, vạch kẻ đường, cọc tiêu, tường bảo vệ và hàng rào chắn. Thì tín hiệu người điều khiển giao thông tức là những cái cô chú cảnh sát giao thông mà điều tiết giao thông ở các ngã tư, ở các tụ điểm, ở các điểm nút giao thông, vân vân. Và cái tín hiệu đầu tiên, cô thứ hai đó là tín hiệu giao thông. Để tín hiệu giao thông chúng ta thường gọi là gì, gần gũi với chúng ta đó là gì? Đèn xanh và đèn đỏ. Đèn xanh là gì? Ví dụ các bạn nhìn trên này cũng có thể thấy là đèn xanh là được đi, đèn đỏ là cấm đi, đèn vàng là chúng ta phải dừng trước ý, trước vạch. Nếu như mà chúng ta đi quá rồi chúng ta phải đi chậm, lỡ mà ai mà đi quá rồi chúng ta phải đi chậm rãi lại. Đó là đèn tín hiệu, hay còn gọi là đèn xanh, đèn đỏ. Rồi, và tín hiệu thứ hai mà cô giới thiệu với con đó là hệ thống biển báo giao thông. Biển báo giao thông thì có 5 loại biển báo giao thông, nhưng hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các con 3 loại biển báo thông dụng. Chúng ta nhìn trên đường, hai bên cái bề đường và các cái ngã tư, người ta phân bố rất là nhiều các cái biển báo giao thông. Chúng ta đi, chúng ta quan sát hai bên lề đường, chúng ta sẽ nhìn theo cái hướng dẫn đó, chúng ta sẽ đi được an toàn. Thứ nhất là biển báo cấm. Đặc điểm của biển báo cấm là gì? Biển báo cấm đã có đặc điểm là hình tròn. Wow, hình tròn và viền của nó là màu đỏ, hình vẽ của nó màu đen, nền của nó là màu trắng, thể hiện điều cấm. Đường này là gì? Cấm đi xe đạp. Đó là loại biển báo cấm. Loại biển báo thứ hai rất là thông dụng chúng ta đó là biển báo nguy hiểm. Biển báo nguy hiểm tức là gì? Nó có đặc điểm là hình tam giác nền, viền của nó là màu đỏ và nền của nó là màu vàng, hình vẽ màu đen, thể hiện điều là nguy hiểm cần đề phòng. Chúng ta thấy cái biển báo này gì nguy hiểm là gì? Đường này trơn trượt, các phương tiện giao thông đi qua đây hết sức phải chú ý. Đó là biển báo nguy hiểm. Cô giới thiệu một cái biển báo nguy hiểm gần gũi với chúng ta đó là trên trường học, các cái trường học rất là hay đưa cái bảng đá này, đó là biển báo nguy hiểm. Hình gì đấy các con? Hình gì? Cô sẽ bảo là hình biển báo nguy hiểm, hình gì đây nào?
đứng vậy? Cô đó là một người mẹ và một hình gì? Đó là hình gì? Hình tam giác. Tam giác đều, đặc điểm của nó là hình tam giác đều và viền của nó là màu đỏ, bên của nó là màu vàng và hình vẽ màu gì? À, thể hiện điều gì? À, thể hiện điều nguy hiểm cần đề phòng. Đi qua trường học, đi qua cái khu vui chơi của em, các trẻ em thường có cái biển báo này để cảnh báo người đi qua đường chúng ta chú ý giảm tốc độ và quan sát. Biển báo thứ hai mà cô báo thứ ba mà cô giới thiệu với các con đó là biển báo hiệu lệnh. Ha, biển báo hiệu lệnh nó cũng đặc điểm của nó là hình như màu hình gì đây? Hình tròn. Nên của nó là màu xanh lam. Hình vẽ là màu gì? À, hình vẽ là màu trắng, thể hiện điều gì? À, phải thi hành. Đó, đây là gì? Đường dành cho người đi bộ. Các phương tiện khác có được lưu thông không? À, đúng rồi, cảm ơn các con. Đó là ngoài ra thì hiệu lệnh còn có cái hệ thống tín hiệu gồm có hàng rào chắn. Hàng rào chắn ví dụ như là trên đường để được đi xe, trên các đường ray xe lửa ha. Ví dụ như là khi mà có cái hướng phương tiện xe tàu lửa đi qua thì người ta gì, các cái chú công nhân á, nhân viên xe lửa họ chắn ngang để gì, để ngăn cái xe, các cái phương tiện khác để dành đường cho xe lửa, rồi dãy phân cách trên đường để ngăn cái làn đường này với làn đường kia, rồi vạch kẻ đường, vạch kẻ đường cho người đi bộ, vạch kẻ đường dành cho xe máy, xe hơi gắn máy, vạch kẻ đường dành cho xe ô tô, vân vân. Đó là các cái tín hiệu giao thông. Cô nhắc lại, để đảm bảo an toàn khi đi đường, chúng ta phải tuyệt đối chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông. Đó là quy định chung. Vậy đối với khi chúng ta đi trường, chúng ta thường đi đến trường bằng những hình thức nào, những phương tiện nào? À, nhà gần chúng ta đi bộ, nhà xa xa một chút chúng ta đi xe đạp, và có nhiều người gì, ba mẹ sẽ chở chúng ta tới trường. Vậy để đảm bảo an toàn khi đi đến trường cũng như là đi giao thông trên đường, chúng ta sẽ tuân theo những quy định nào? Thứ nhất là đối với, cô xin giới thiệu là đối với người đi bộ thì điều 32 luật giao thông đường bộ quy định người đi bộ phải đi trên hè phố lề đường. Trường hợp không có hè phố, không có lề đường phải đi sát mép đường. Rồi, và người đi bộ phải đi tuân thủ những quy định. Người đi bộ được qua những cái nơi khi qua đường thì sao? Khi qua đường phải tuân thủ quy định. Ví dụ như là người đi bộ chỉ được qua những nơi có đèn đèn tín hiệu. Ví dụ như bây giờ bên cạnh cái đèn xanh đèn đỏ á thì có cái đèn gì? Có tín hiệu dành cho người đi bộ. Lúc nào chúng ta được đi nhỉ? Lúc đèn màu gì? Màu xanh chúng ta được đi. Vậy lúc đèn màu đỏ chúng ta ra, người đi bộ có được đi không? Không được đi, đúng không? Rồi. Và phải có vạch kẻ đường hoặc là cầu vượt cho người đi bộ. Trường hợp không có đèn tín hiệu, không có vạch chỉ đường thì phải làm sao nhỉ? Thì người đi bộ phải sao? Phải quan sát các phương tiện khác đang tới, chỉ qua đường khi đảm bảo an toàn và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn khi đi đường. Thì lúc này chúng ta thấy cái tình huống là tiểu của lớp 63, bạn An đi đúng đường chưa? Bạn An qua đường, bạn nữ qua đường đã đúng chưa? Bạn đã đi qua, có quan sát không? Rồi bạn có đi qua vạch dành cho người đi bộ không? Và điều gì đã xảy ra nếu như bạn không tuân thủ quy định của luật giao thông? Điều gì đã xảy ra các con? Đó là va chạm xảy ra. Rồi, người đi bộ phải đi đúng đường quy định, không được vượt qua dãy phân cách, không đu bám vào phương tiện giao thông đang chạy trên đường, không mang vác vật cồng kềnh và phải đảm bảo an toàn, không gây trở ngại cho người và phương tiện giao thông khác. Chúng ta có thấy là có những cái dãy phân cách á, có hàng rào chắn cao gì, cao mấy mét cao hơn người, nhưng mà có nhiều người vẫn gì? Vẫn trèo qua, vẫn leo qua, tiếc gì một gì, một vài bước đi bộ. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà hoàng phải giấy. Chúng ta đi qua một chút, ráng một chút, có mệt nhọc gì đâu, vài bước đi bộ, đi xem gì, đi lại đó chúng ta gì? Qua
có giành vạch kẻ cho người đi bộ. À, chúng ta nhanh một giây mà chúng ta sẽ chậm cả đời, rất là nguy hiểm. Và đó là đi bộ. Rồi ở trên sân trường chúng ta cũng vậy, nơi là gì? Nơi chúng ta có rất là nhiều cái phương tiện lưu thông trên đường. Vậy chúng ta phải đi bộ, phải quan sát ngó trước ngó sau, và đặc biệt phải đi đúng quy định của mình. Đó là quy định người đi bộ. Còn đối với người đi xe đạp, phương tiện chúng ta rất thân thuộc với học sinh chúng ta, đó là chiếc xe đạp. Vậy xe đạp thì quy định là như thế nào? Điều 31 luật giao thông đường bộ quy định là người điều khiển xe đạp chỉ chở ít chở được một người, trừ trường hợp gì? Trừ trường hợp chở thêm một em bé dưới 7 tuổi thì chở tối đa là hai người. Rồi chúng ta nên liên hệ cái tiểu phẩm lúc nãy của bạn, các bạn lớp 63, các bạn nào lớp 63 đi xe đạp như thế nào các con? Đúng luật chưa? Chưa đúng như thế nào? Ai biết giơ tay? Rồi mời con trai. Đi hàng ba. Rồi gì nữa? Rồi cảm ơn con, ngồi xuống. Bạn nữ. Đánh võng là lách, bọn giơ hai tay. Như vậy đúng quy định chưa? Chưa phải. Và điều gì đã xảy ra? Va chạm xảy ra. Đó, vậy người đi xe đạp không được như thế nào? Không được dàn hàng. Hàng 2 cũng không được, hàng 3 cũng không được. Rồi không gì? Không được lạng lách, không được đánh võng, không được đẩy kéo đẩy xe khác. Và đặc biệt là không được chở vật cồng kềnh. Chúng ta thường đi trên đường chúng ta ích kỷ lắm. Chúng ta cứ nghĩ cái đường này là chỉ một mình của chúng ta thôi. Chúng ta đi nhìn nhau cho nó gì? Cho nó dễ nói chuyện. Vậy chúng ta thấy các phương tiện khác, chúng ta chiếm diện tích phương tiện khác, có chỗ để họ đi không? Và điều gì sẽ xảy ra? Không có chỗ sao? Họ sẽ đi và sẽ bị, chúng ta sẽ bị va và chạm tông, có nguy hiểm không? Nguy hiểm không? Đó, vậy là người đi xe đạp chúng ta phải gì? Hết sức là đi đến trường chúng ta phải nghiêm túc này, chú ý này, quan sát, và không được dàn hàng, không được lạng lách, không được đánh võng, vân vân. Và đối với các bạn đi xe đạp điện thì cần phải có gì? Cần phải có nón bảo hiểm và phải quài đúng gì? Đúng cách. Ngồi trên xe đạp điện và ngồi sau xe đạp điện cũng có phải đội nón bảo hiểm. Và chúng ta được ba mẹ chở đến trường thì chúng ta ngồi sau cũng phải gì? Đúng rồi, phải đội nón bảo hiểm. Và ba mẹ chúng ta có đội nón bảo hiểm không? Nếu không đội nón bảo hiểm thì chúng ta phải làm sao? Phải nhắc nhở, phải không? Vì sao chúng ta đội nón bảo hiểm? Vì luật quy định, phải không? Nhưng ý nghĩa của nón bảo hiểm là gì? Theo nghiên cứu của Ủy ban An toàn Quốc gia công bố thì đội nón bảo hiểm sẽ giảm tới từ 70% chấn thương sọ não khi gặp tai nạn giao thông. Ví dụ chúng ta té xuống đường, chúng ta đội nón thì cái nón này gì sẽ bảo vệ cái gì? Bảo vệ cái đầu, bảo vệ cái hộp sọ chúng ta. Vậy chúng ta bắt buộc phải đội nón bảo hiểm. Rồi chúng ta đi xe, một số quy định đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy. Điều 30 luật an toàn giao thông đường bộ quy định là người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chỉ được chở một mấy người? Tối đa một người. Có gì trừ trường hợp sau là gì? Chở